quý vị. À, hôm nay tôi cùng với bác sĩ Lý Đức Xuân Tô à, trong cái tiết mục sức khỏe và đời sống của Đài Lý Tô Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ bàn về với quý vị à, cái bệnh mà thiếu máu. À, thì cái đó rất là một cái triệu chứng rất là thông thường, cái bệnh thấy hầu như hàng ngày. Nhưng mà cái vấn đề cái khó khăn là phải tìm qua tại sao người bệnh nhân tới khám mà lại bị thiếu máu xin chào bác sĩ Xuân Thơm. Xin chào bác sĩ Trương Sinh, xin chào quý vị khán thính giả ở đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài này có thể mình nói về con nít chứ còn người lớn cũng được. Tại thiếu mà thiếu máu thì um, bác sĩ nhi khoa bao giờ cũng phải lo đi tìm coi tại sao em bé bị thiếu máu và coi lúc nào em bé có bị thiếu máu hay không. Thì nó có những cái mà khám định kỳ đó. Thí dụ như uh, mình biết rằng khi trong 3 tháng đầu em bé nhỏ đó, nó, nó dù nó có uống uh, Um, uống sữa có đầy đủ chất vitamin trong sữa nhưng mà đôi khi có thể thiếu máu cái đó là gọi là thiếu máu uh, gọi là physiologic sinh lý nhưng mà tới 9 tháng đó làm bác sĩ người khoa sẽ thử máu cái đầu ngón tay em bé không cần rút ở trong gân chỉ thử biết coi có, bị thiếu máu hay không thì khi mà em bé bị thiếu máu lúc mà 9 tháng đó mà bị thiếu máu thì người nghi, bác sĩ nhi khoa sẽ nghĩ là đây là do do thức à, do cũng như là do thiếu cái chất sắt thôi và phải cho uống thêm chất sắt nhưng mà tới một thời gian nào đó đó mà cho uống chất sắt rồi mà vẫn còn thiếu máu thì phải nghĩ đến những bệnh khác. Rồi ngoài ra định kỳ nữa là mình thử lúc 12 tháng rồi thử 15 tháng rồi có khi 2 tuổi phải thử và tùy theo mình thấy em bé mà nó tới khá mà nó xanh quá phải di nhiên thử liền. Đó là những cái định kỳ rồi 4 tuổi thử rồi hàng năm thử máu một lần. Đúng vậy trên đây cái khi mà các em bé hầu như mỗi lần mà đi khám bệnh mà định kỳ chích ngừa là các bác sĩ đều thử xem con có bị thiếu máu hay không tại vì nếu thiếu máu thì cái sự tăng trưởng của em bé nó sẽ bị chậm trễ lại thôi người ta và... thấy vậy nè nếu mà thiếu máu em bé nhỏ mà thiếu máu thì sao học không có tốt Đà. ta thấy vậy mà em bé nó trở nên nó phá nhiều lắm nó, nó, ta ta thấy ta có ừ. làm cái nghiên cứu vậy nó phá nhiều hơn và nó học không có tốt cho nên lúc nhỏ mình phải truy tầm lúc hồi nhỏ để cho em bé đầy đủ chất sắt để cho cháu nó tăng trưởng bình thường. Như vậy thông thường các em bé mà thiếu máu thường thường gọi là chạy thiếu chất sắt. Phần đông là vậy. Phần đông là như Nhưng vậy. Mà, đối mà với tại em... sao lại thiếu chất sắt? Nó ăn uống đầy đủ bú ngày hai chục bình sữa sao không thiếu được? chất sắt á bác sĩ trường sinh nói là ngày mà ai mà uống nổi hai chục bình sữa có thường, người lớn không, như thường. bác sĩ trường sinh uống hai chục bình sữa cho em bé bình đi, 10, 10, 10 bình, cũng không được. không được thường á em bé nó khi mà trên cái tuổi từ một tuổi trở, trở một tuổi trở lên á thì bác sĩ khuyên em bé trong vòng 24 tiếng đồng hồ chỉ uống có 24 ao sữa thôi. Tại vì nếu uống hơn cái đó đó quý vị biết là cái sữa nó sẽ chặn sự hấp thu của chất sắt dụ như ăn uống đầy đủ nhưng mà tại vì có sữa vô đó nó chặn lại cho nên cái cái sắt nó không có nó không có được hấp thu vô. Thì quý vị phải nhớ 24 ao thôi cho dạ, bác sĩ là ba dạ, bình, ba bình mỗi bình, 1 bình 8 ao thì có một bác sĩ có lần có một em bé kia nó cái 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 nồng độ mà bạch hồng quý cầu á, thường là 12 bác sĩ cho 12 con nít mà nó có 7 thôi trong quá nhiều mà nó xanh lè nhưng mà mình phải như là phải hỏi kỹ nữa một ngày nó uống tới gần là 5 bình sữa mỗi bình là là 8 ounce tức là, là nó 40. uống tới bốn chục ounce là nhiều quá cho nên và khi em bé mà nó uống sữa nhiều quá như hồi đó bác sĩ sinh tô cũng có nói quý vị là nó gây thiếu máu nè số 2 nó làm cho kém ăn càng uống sữa nhiều nó càng kém ăn tại nó không thích nó cho bú thôi ừ. số 3 nó nó làm cho à, à, nó làm cho như là dễ đau lỗ tai hơn à. số bốn là nó dễ cho bị bón nó nó không có nó không có cái chất bã cầu để bị bón và số 5 nó dễ bị à, hư răng tại nó bú làm cả đêm nó dễ nó hư răng thì cái, cái sữa nhiều quá không tốt mà những cái đó chúng tôi thường thấy ở những phụ huynh mà còn trẻ, tại vì họ nhiều khi mới có đứa đầu chưa có cái kinh nghiệm để mà chăm sóc cho em bé đó, tiện nhất nó nó la cái rồi đút vô bình sữa cho nó im cho rồi xong chuyện, mình đi làm chuyện của mình. Đó là cái lối mà để giữ cho em bé nó khỏi cái ồn và cứ mỗi ngày mà đút về 6 bình thì là coi như là tở trở lại thử máu thì biết là thiếu máu tại vì cái chất sắt nó không có được hấp thu vô cái sữa, cái sữa nó ngăn cản cái hấp thu cái chất sắt cho nên em bé bị thiếu máu. Cho nên khi quý vị um, đi ăn đó, hay là mình ăn cơm hay đi ăn ở ngoài đó, khi mà mình ăn thức ăn thì dĩ nhiên trong thức ăn mình nó có chất sắt, thì ừ. tùy lại, thì như có nhiều màu xanh thì có nhiều sắc hơn, cái tomato, cà chua, nhiều hơn, nhưng có khi đó người ta người ta ăn rồi cái ta uống sữa ừ. thì quý vị biết chất sắt không được hấp thu. Đúng nhất là con nít đi ra đường ấy, cái cho à, ăn cái gì ấy, cái cho ly sữa không được cho uống sữa lúc mà tách, ăn rời, đó, ra. tách không rời, rời ra quá, không được không uống chung ít. với cái bữa ăn ừ, thành ra ở như ở trường á người ta cũng khuyến khích là ví dụ như cho mấy cái lunch cho cháu bé đó ừ. thì thay vì cho một cái ăn cái uh, miếng pizza ví dụ đi, đừng có để sữa cho một cái nước juice hay là nước lạnh nó ừ. tốt hơn đúng vậy ừ. riêng về người lớn thì là cái lý do mà bị uh, thiếu máu nó nhiều lắm là? À, những cái mà nó quá hiển nhiên chẳng hạn như quý vị bị loét bao tử bác sĩ đi quý vị đi cầu ra máu đen thui hay đi cầu ra máu đỏ lò mỏi ra máu bị thiếu máu cái đó thì quá dễ rồi cái đó ai cũng nhìn nhận ra được nhưng mà có những người người ta à, bị à, mất máu một cách rỉ 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 chút chút vậy thôi cứ mỗi ngày mất hai ba giọt mỗi ngày bao giờ thì theo một cái thời gian nó có thể đưa đến bị thiếu máu và cũng giống như bác sĩ tôi nói là những người thiếu máu đó là tại vì họ mất máu là mất máu đi cầu ra nhiều khi hỏi kỹ thì nó ở cái phân nó nó đen thui vậy? mà không 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 giòn rồi à, đi thử máu thì thấy hồng cầu nó xuống thấp và cái chất sắt nó cũng xuống thấp nữa. Chứ ta phải tình nghi là có những cái gì nó làm ở trong cái bộ phận tiêu hóa đó thì thông thường đi thêm bao tử trước thử coi coi làm sao. Nếu chúng ta là người Á Đông thì là dễ bị cái vấn đề mà ung thư bao tử nhiều hơn là những người Mỹ ở đây ví dụ như vậy. Rồi tùy theo cái tuổi tác có không chừng người không già đổ. cũng thiếu máu phải không? Đúng vậy. Tại anh không có đủ đúng rồi. Đó là cái dinh dưỡng đó là khác nữa nhưng mà cái này là do bệnh, chẳng hạn à. như trong bao tử và trong ruột già thì những trường hợp đó cần phải đi nội soi để xem coi cái lý do gì làm cho người ta à, bị thiếu máu. Riêng đối với người lớn tuổi thì dĩ nhiên tới cái tuổi đó rồi thì răng Bạn không ăn còn gì? cái nào nữa hết, ăn vô thì đau, nếu rồi thôi thôi kệ nó ăn sơ sơ cũng được rồi thì cái thiếu máu này là do dinh dưỡng À, thiếu và khi chúng tôi thử máu thì nào không những thiếu máu còn thiếu những thứ khác nữa nào là vitamin, D, thiếu vitamin B12 cũng thiếu rồi cái chất gọi là folic acid cũng thiếu thiếu hết là tại vì không có ăn nhiều khi mệt quá răng cỏ thì nó rớt đâu mất tiêu hết rồi răng giả thì rớt ra rớt vô dán lấy keo gán vô thì không được rớt xuống thì đôi lúc như thế người ta cũng thôi bỏ thôi, được cái gì hay cái đó rồi cứ đòi uống sữa thôi chỉ uống sữa không thôi thì cũng không đủ nữa đó, cho nên đó là những cái trường hợp đó mà nếu á, mà ở trong nhà mà có con cái còn trẻ mà chăm sóc cho cha mẹ lớn tuổi đó con cái phải để ý cái đó thử xem coi à dĩ nhiên là ăn là thấm kép rồi nhưng mà những cái bổ nữa thì không thiếu không đủ thì đâm ra làm cho người lớn bị bị thiếu máu. Rồi. Có một cái một cái chứng bệnh nữa mà thường thường mình nghĩ là thiếu máu mà thực sự nó không phải là thiếu máu. Đó mỗi lần thử máu ờ oh, cái uh, hồng cầu vẫn còn tốt mà sao cứ thấy cái 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 cái, cái 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 hình dạng của hồng cầu nó nhỏ hơn thì nhiều khi trong cái thử nghiệm máu nó trả lời nó là bị thiếu máu nhưng mà thực sự không phải là thiếu máu. Cái đó là một cái bệnh gọi là uh, di truyền như là, là thalassemia. Đó nó gọi là thalassemia nó có hai loại một cái thalassemia alpha cái loại là... beta thì uh, người Việt Nam mình người uh, South East Đông Nam Á người ta dễ có cái bệnh đó ở bên uh, ấn độ cũng dễ có cái bệnh đó bệnh đó thì cái hồng cầu nó nhỏ chất sắt nó bình thường nhưng mà cái hồng cầu nó nhỏ cho nên lúc nào cũng thấy là thiếu máu mà nếu mà mình cho uống chất sắt vô nó không tốt tại vì uống chất sắt vô mà nó dư á nó vô nó hư cái gan đúng vậy cho nên uh, những người đó người ta phải thử thì người anh uh, Đông nếu mình mình mang mình mang cái yếu tố di truyền mà nó bị À, nó bị cái bệnh mà thalassemia alpha hay beta đó nếu mình có mang cái y tố đó thôi thì mình mình bị thiếu máu hoài nó nhức đầu người mình nhỏ con nữa nhưng mà là mình phải mang cái bệnh đó Như là còn những người mà thí dụ người ba người mẹ mà bị cái mang cái cái gene alpha thalassemia mà người cha cũng mang cái gene đó alpha thalassemia hai cái hợp lại nó biến thành một cái bệnh rất là nặng nó là bệnh là thalassemia alpha thì em bé có thể nó nó chết trong bào thai hoặc là nó nó sưng ở trong bầu thai mà khi nó ra được á thì nó cái gan nó lách nó lớn nó, cái đó là phải truyền máu bây giờ vào này người ta có nghĩ đến cái đề là làm bone marrow transplant hay là người ta làm gene therapy cái đó đang chân đang tìm hiểu còn beta thalassemia cũng vậy thì nếu mà mình mang cái yếu tố di truyền đó thì mình cũng thiếu máu sơ sơ thôi không nhiều nhưng mà không phải do chất sắc mà nếu mà người, người hai vợ chồng hai cha mẹ đó mà đều mang cái 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 gene mà beta thalassemia đó thì khi đẻ con nó bị bệnh thalassemia mà beta cũng nặng cũng gan lớn nhưng mà nó không có chết trong bầu thai nó ra đời rồi nó mới chết nó nên là nó nặng lắm thì có những cái đó đó thì những người bác sĩ nhi khoa đã screen lúc nhỏ cho mấy cháu tại vì mình lúc 9 tháng mình cho mình thử máu thấy nó thiếu máu mình nghĩ rằng cho có lẽ là do thiếu chất sắt bác sĩ cho uống thuốc rồi hai ba tháng sau đó là mình thử lại mình thử nó nó được tốt rồi nếu mà nó nó, nó, nó vẫn còn thiếu máu thì người nhận bác sĩ nhi khoa phải phải nghĩ là tại sao mình cho uống thuốc mà tại sao nó vẫn thiếu máu phải rút máu em bé và mình thử mấy cái coi mấy cái hồng cầu người và mình người ta sẽ cho mình biết là em bé này mình mình biết được em bé là bị thiếu máu do mang cái cái yếu tố di truyền thalassemia hay là alpha hay là beta những cái bệnh đó tuy là nói như vậy chứ cũng hiếm thấy ở người Việt Nam chúng ta lắm chứ không phải là không phải là nhiều người bị lắm nhưng mà một khi mà bị cái bệnh đó là cần phải đi khám những bác sĩ chẳng hạn như bác sĩ Xuân Thô ngoài là nhi khoa ra nữa còn chuyên về dị tập bẩm sinh và những cái bệnh di truyền trong gia đình nữa thì hồi đó bác sĩ Xuân Thô không phải nói hai phút vừa rồi đâu nói cả hai ba tiếng đồng hồ để cho gia đình hiểu là tại sao bị như vậy ngăn ngừa bằng cách nào có cái gì chữa hay không cái đó cần phải một cái thời gian gọi là nói chuyện lâu dài hơn để cho gia đình hiểu rõ. Mà cái đó hiếm có ở người Việt Nam nhưng mà mỗi lần bị như vậy thì khi thử máu mà biết mà bị cái bệnh đó di đó di truyền đó gọi là thalassemia thì không uống chất sắt được. À, chúng ta chúng tôi thôi thử chút sắt thử coi coi nó ra làm sao rồi quên lẫn không nghĩ tới cái bệnh đó thì đôi lúc nhiều khi cứ chất sắt mà uống nhiều ngày quá nó vô, nó tích tụ ở trong gan và nó làm cho cái gan cứng nhắc, nó làm cho gan chai và về sau về dài có người có thể biến thành ung thư gan thì có những ngoại cái, cái thiếu máu đó là do uh, thiếu máu do ăn uống, thiếu máu do thalassemia. Có khi thiếu máu khi mình mình có có bầu nữa, người đàn bà có bầu bao giờ cũng um, thiếu máu nhiều hơn cho nên phải dĩ nhiên người đàn bà có bầu phải đi khám định kỳ với cái bác sĩ um, về sản phụ khoa hàng tháng hay là hàng tuần gì đó. Thì bác sĩ bao giờ cũng phải cho uống thêm là iron Đúng rồi. cho nên đi tìm, mẫu. cho nên đi tìm ra cái bệnh thiếu máu là thông thường cái đi khám định kỳ mỗi năm các bác sĩ chúng tôi thường hay cho để xem đếm thì coi coi hồng cầu có còn tốt hay không. Nhưng mà khi mà bắt đầu có triệu chứng rồi hơi hơi say sẩm choáng váng hơi mỏi mệt không còn sức lực để làm việc gì cả Chảy đó rồi. thì là nên nên đi khám liền và đặc biệt khi mà khám thì các bác sĩ chúng tôi sẽ xem con có phải bị thiếu máu hay không. Xin chào quý vị khán thính giả, xin hẹn gặp lại trong kỳ phát hiện lần sau. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tô. Chào bác sĩ Trường Sinh, xin chúc quý vị một đêm ăn lành.